Nhà Đinh và sự thống nhất nước nhà. Thời Ngô Xương Xí trong nước có cả thảy 12 sứ quân gây loạn nổi ra nấu thịt kéo dài hơn 20 năm. Những sứ quân cứ đánh lẫn nhau nhằm bành trướng thế lực khiến cho nhân dân cực khổ. Về sau Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn sứ quân quy Giang Sơn về một mối, lập nên cơ nghiệp nhà Đinh. Đinh Tiên Hoàng 968 đến 979, niên hiệu Thái Bình 970 đến 979. Đinh Bộ Lĩnh là người Động Hoa Lư, Châu Đại Hoàng, nay thuộc Hoa Lư, Ninh Bình, con Đinh Công Trứ, một nhà tướng của Dương Đình Nghệ giữ chức Thứ Sử Châu Hoan. Đinh Công Trứ mất sớm. Bộ Lĩnh theo mẹ về quê ở thường đi chơi với trẻ chăn trâu, bắt chúng khoanh tay làm kiệu để ngồi cho chúng rước và lấy bông lau để làm cờ bày trận đánh nhau. Lớn lên, nhờ thông minh, có khí phách lại có tài thao lược nên khi Bộ Lĩnh dựng cờ giấy nghĩa mong lập nghiệp lớn, dân làng theo ông rất đông, nhưng vì bất hòa với chú, Bộ Lĩnh cùng với con là Đinh Liễn sang ở với sứ quân Trần Minh Công ở Bố Khải Khâu nay thuộc Vũ Thư, Thái Bình. Thấy Bộ Lĩnh là người khôi ngô, có chí khí, Minh Công trao cho Bộ Lĩnh giữ binh quyền. Khi Trần Minh Công qua đời, Bộ Lĩnh đem quân về Hoa Lư chiêu mộ hào kiệt, hùng cứ một phương. Năm Tân Hợi 951 đời Hậu Ngô Vương, Nam Tấn Vương cùng Thiên Sách Vương đem quân đến đánh nhưng cả hai đều đại bại phải rút quân về đến khi nhà Ngô mất. Đinh Bộ Lĩnh dụ hàng được các sứ quân Ngô Xương Xí, phá được đỗ động của Nguyễn Cảnh Thạc. Từ đó, Đinh Bộ Lĩnh đánh đâu được đấy, tôn là Vạn Thắng Vương chỉ trong một năm. Đinh Bộ Lĩnh đã bình được các sứ quân, lập thành nghiệp đế. Năm Mậu Thìn 968, Vạn Thắng Vương lên ngôi hoàng đế, đặt quốc hiệu là Đại Cổ Việt, đóng đô ở Hoa Lư. Đinh Tiên Hoàng xây cung điện, chế triều nghi, định phẩm hàng quan văn võ, phong cho Nguyễn Bặc là Đinh Quốc Công, Lê Hoàn làm thập đạo tướng quân tổng chỉ huy quân đội và phong cho con là Đinh Liễn làm Nam Việt Vương. Về ngoại giao, để tránh đụng độ với nhà Tống năm Nhâm Thân 972, Đinh Tiên Hoàn sai con là Đinh Liễn mang đồ vật sang Tống. Vua nhà Tống sai sứ sang phong cho Tiên Hoàng làm giao chỉ quận vương và phong cho Nam Việt Vương Đinh Liễn làm Tĩnh Hải quân tiết độ sứ An Nam Đô Hộ. Từ đó nước ta giữ lệ sang triều Cống phương Bắc. Đinh Tiên Hoàng đã dẹp xong loạn sứ quân, nhưng nhìn chung, nhiều nơi vẫn chưa tuân theo luật lệ của triều đình. Bởi vậy, để gian đe kẻ phản loạn, Đinh Tiên Hoàng đặt vạc dầu ở trước điện, nuôi hổ báo trong vườn, tuyên cáo rằng ai phạm tội thì bỏ vạc dầu hoặc cho hổ báo ăn thịt, dù chưa phải dùng hình phạt ấy nhưng mọi người sợ oai, phép nước được tuân thủ. Nhưng rồi Đinh Tiên Hoàng phạm sai lầm bỏ trưởng lập ấu, cho con út là Hạng Lang làm thái tử, con trưởng là Nam Việt Vương Đinh Liễn đã theo Tiên Hoàng đi trận mạc từ thủ Hàn Vi, không được kế vị. Tức giận sai người giết chết Hạng Lang đi, họa loạn gây nên ngay trong hoàng tộc. Năm Kỷ Mão 979, Đinh Tiên Hoàng và Nam Việt Vương Đinh Liễn bị tên Đỗ Thích giết chết. Đỗ Thích trước làm lại, đêm nằm mơ thấy sao rơi vào mồm, tưởng là điềm báo được làm vua, bèn định bụng sát hại minh chủ. Một hôm, Đỗ Thích thấy vua Đinh say rượu nằm trong cung, bèn lẻn vào sát hại rồi tìm giết nốt con cả là Đinh Liễn. Triều thần tìm bắt được Đỗ Thích đem xử tội và tôn vệ vương Đinh Toàn lên làm vua.
Đinh Tiên Hoàng làm vua được 12 năm, thọ 56 tuổi. Phế đế. Đinh Tiên Hoàng có 3 người con trai: Đinh Liễn, Đinh Toàn, Đinh Hạng Lăng. Đinh Liễn và Đinh Hạng Lăng đã chết. Mặc nhiên Đinh Toàn kế nghiệp vua khi chỉ mới 6 tuổi. Các đại thần Đinh Điền, Nguyễn Bạc thấy vua còn nhỏ, quyền binh nằm cả trong tay thập đạo tướng quân Lê Hoàn, lại nghi Lê Hoàn tư thông với Dương Thái Hậu, Dương Vân Nga nên cử binh mã đến đánh, nhưng bị Lê Hoàn giết sạch. Lúc bấy giờ thập đạo tướng quân Lê Hoàn được nắm giữ quyền nhiếp chính, giúp vua trông coi việc nước, tự xưng là phó vương. Các đại thần Đinh Điền, Nguyễn Bạc thấy vua còn nhỏ, quyền binh nằm cả trong tay thập đạo tướng quân Lê Hoàn, lại nghi Lê Hoàn tư thông với Dương Thái Hậu, Dương Vân Nga nên cử binh mã đến đánh, nhưng bị Lê Hoàn giết sạch. Giữa lúc ấy, nhà Tống nghe tin Tiên Hoàng mất, các đại thần phương Việt phân liệt muốn thừa thế sang lấy nước Việt, mời hội đại binh ở gần biên giới. Lê Hoàn sai Phạm Cự Lượng làm đại tướng đem binh đi chống giữ. Trước lúc tiến quân, Phạm Cự Lượng họp cả quân sĩ lại ở trong điện nói rằng: bây giờ quân địch sắp vào cõi mà vua thì còn bé, lấy ai mà thưởng phạt cho chúng ta? Dẫu chúng ta có hết sức lập được chút công nào thì rồi ai biết cho? Chẳng bằng nay ta tôn thập đạo tướng quân lên làm vua rồi ra đánh cũng chưa muộn. Quân sĩ nghe nói đều hô vạn tuế. Dương Vân Nga thay con cầm quyền trị nước, cũng thấy rõ chỉ có thập đạo tướng quân Lê Hoàn là người có khả năng gỡ rỗi được tình hình nghiêm trọng cần kíp lúc này. Huống chi ý chí quân đội cũng muốn tôn người chỉ huy của họ lên ngôi tối thượng thay cho vị vua 6 tuổi là con Dương Vân Nga. Bởi vậy, Dương Vân Nga đã lấy long bào choàng lên vai Lê Hoàn, trong tiếng hò reo dậy trời của quân sĩ, sự tỏ ý nhường ngôi của Dương Vân Nga trong hoàn cảnh ấy đã biểu lộ thái độ chính trị sáng suốt của một người tức thời, có tầm nhìn xa, trông rộng, xứng đáng được coi là anh hùng. Đinh Toàn chỉ làm vua được 8 tháng, sự gọi là phế đế rồi tồn tại với tước vương, đệ vương cá mặt trong triều đình Tiền Lê 20 năm. Năm Tân Sửu 1001, trong dịp cùng vua Lê Đại Hành, Lê Hoàn đi dẹp loạn Cử Long Thượng, vùng Cẩm Thủy, Thanh Hóa, Đinh Toàn bị trúng tên hy sinh trên chiến thuyền vào tuổi 27. Bằng dấu lớn như vậy, triều đình nhà Đinh làm vua được 2 đời, cả thảy 14 năm,